What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Thì hôm nay mình lại tiếp tục với lại cái chương trình đó là bóc phốt, bóc hộp và review cho các anh em những món đồ gaming gear. Thì trên tay mình đây đang có một con chuột với cái hộp cũng khá là đơn giản và nhỏ nhắn. Thì con chuột này nó rất là khác so với những con chuột khác, cho nên mình phải mở hộp và review cho các bạn ngay và luôn, cho nó mới về Boss Gear thôi. Ok, bây giờ mình sẽ vào mở hộp luôn nhé. Rồi, thì sau khi mình mở hộp ra thì ở trong hộp chúng ta sẽ có kèm thêm một cái phụ kiện, đó là một cái tấm đít chuột như thế này. À, một con chuột. Thì bây giờ mình sẽ cùng đi sơ qua về cái ngoại hình của em chuột này trước nhé. Rồi, về ngoại hình thì chúng ta sẽ thấy có một cái kiểu dáng thiết kế khá là hầm hố, với cái chủ đạo đó là thiết kế đối xứng, hai bên hoàn toàn giống như nhau. Bên này có một nút màu đỏ thì bên này cũng có một nút màu đỏ. Thì hai nút này cũng được hỗ trợ, đó là nút back và nút forward ở trong trình duyệt web đấy. Ở phía trên này chúng ta cũng sẽ có hai nút tăng giảm DPI màu đỏ luôn ở trên này. Và cái điểm nhấn của nó chính là các cái nút màu đỏ này kèm với lại các cái khung viền màu bạc, nhìn rất là đậm chất hầm hố. Tất nhiên thì cái điểm cái này chỉ là bằng nhựa thôi nha các bạn, không phải bằng kim loại nhé. Rồi, thì về cái bề mặt của con chuột này thì bề mặt chuột thì được làm bằng nhám phủ nhung một chút. Mình cầm có cảm giác rất là dính tay, tức là nó sẽ bám rất là bám tay. Và do cái kiểu đối xứng nên các bạn sử dụng thì cho dù là nắm tay trái hay là nắm tay phải thì đều ok hết. Ở đây thì chúng ta thấy có cái phần đít của nó hơi bè ra hai bên, để cho các bạn, những cái bạn nào mà tay to và tay dài thì khi mà cầm vào cái kiểu palm thì nó sẽ đỡ mỏi tay hơn. Kiểu palm tức là cái kiểu mà những cái phần mu bàn tay như thế này sẽ được ôm trọn vào chuột luôn như thế này. Các bạn sẽ để hoàn toàn tay ôm vào chuột đó. Thì chuột giống như là một điểm tựa cho các bạn luôn, nó sẽ rất là thoải mái đấy. Và cái click của con này thì nghe rất là to, khá là nảy. Mình bấm cảm giác rất là nảy luôn đấy. Độ bền của nó cũng rất là bền. Theo như nhà công bố thì nó khoảng tầm 20 triệu lực nhấn, khá là trâu bò. Rồi, về dây cáp của nó thì được bọc dù nha các bạn. Bọc dù, và tuy nhiên thì nó bọc dù theo kiểu màu trắng đen rần ri, nhìn khá là lạ. Có một điểm đáng tiếc là con này lại không có cái đầu chống nhiễu. Đầu USB thì cũng không được mạ vàng. Tuy nhiên thì hai điểm đó thì cũng không có cần thiết lắm. Quan trọng là dây bọc dù thì nó sẽ chắc chắn hơn. Ở phía đít thì chúng ta sẽ có bốn cái chân, tức là bốn cái pad ở đây. Những cái đệm này thì sẽ giúp cho chuột di chuyển nó sẽ tốt hơn. Ở đây chúng ta sẽ có cái mắt đọc nằm ở giữa bốn cái con ốc để cố định, và có một cái công tắc nhỏ, rất là nhỏ li ti ở đây. Công tắc này chính là công tắc led, tức là bật tắt led đấy các bạn. Có cái công tắc này thì mình sẽ không sợ là chẳng như mình muốn tắt led thì mình chỉ cần ấn một phát thôi là tắt rồi. Rồi, quay lại về mặt trước thì chúng ta sẽ có tất cả là 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7. 7 nút bấm tất cả, mình có thể điều chỉnh những nút bấm này. Và con lăn ở giữa thì lăn cũng khá là êm ái. Tuy nhiên thì nó không phát ra tiếng quá to. Đó. Nó lăn khá là êm. Nếu như mà những người bạn nào mà thích tiếng con lăn thì có lẽ cái này thì không được tốt lắm. Rồi, ok, thì vậy cái điểm đặc biệt của con chuột này nằm ở đâu? Đó chính là nằm ở cái phần đít chuột đây. Như các bạn đã thấy là nó ngay lúc đầu mình mở ra thì nó sẽ tặng kèm một cái đít chuột nhỏ nữa. Thì cái đít chuột này có tác dụng gì? Thì đối với những bạn mà thích kiểu cầm kiểu palm á, thì con chuột này rất là ok rồi. Nhưng mà những bạn mà thích cầm kiểu claw, tức là cái tay nó nhỏ và không cần thiết là cái mu bàn tay này chạm vào con chuột, thì chúng ta vẫn có thể thay đổi được, tức là mình thay cái đít này vào, thay cho cái đít bự, thì chúng ta chỉ cần nhấc nhẹ nhàng cái này lên. Đó. Và một điểm đặc biệt nữa là khi mình nhấc lên thì ở dưới đây chúng ta sẽ có thấy một hàng tạ gồm có bốn cục tạ khác nhau. Đó, mỗi cục tạ này chỉ nặng khoảng tầm 5 gram. Nếu như mà bạn nào mà không muốn con chuột mình quá nặng thì mình cũng có thể gỡ cái này ra. Đó, mình sẽ gỡ bốn cục tạ này ra. Đó, để thành cho con chuột nó nhẹ hơn rất là nhiều. Ở đây chúng ta sẽ thấy cái nhựa là nhựa đục, thì để cho các led nó tản ra tốt hơn. Và có một cái đèn led RGB, không phải là RGB nữa mà là đèn led đổi màu ở đây. Thì chúng ta sẽ lắp cái đít nhỏ này vào.
thì các bạn lưu ý là mình phải lắp đúng vị trí và mình lật ra đằng sau. Nếu như mà cái khớp này nó đúng vào cái lỗ này thì mình ấn vào nó mới vào chính xác được. Đó, cũng khá là đơn giản thôi. Sau khi lắp vào thì các bạn đã thấy là cái con chuột của mình nó đã khá là nhỏ gọn đi. Thì khi đó mình chỉ cần để tay vào thôi là có cảm giác cầm nó gọn hơn hẳn so với lại con mình để cái đít này. Đó, thì như vậy thì nếu mà bạn nào mà sử dụng kiểu palm hoặc là kiểu claw thì hoặc là fingertip thì dùng cái này khá là ok. Thì khi mà cái đó các bạn cầm thì cái mu này nó không có chạm quá nhiều ở trong con chuột, mình có thể di chuyển một cách thoải mái và nó cũng khá là nhẹ sau khi mà mình bỏ bớt tạ ra. Rồi, còn một điểm nữa đó chính là con chuột này đang sử dụng mắt độc của thằng Avago. Đây là mắt độc quang và nó hỗ trợ lên tới là 3200 PDI. Và cái độ nhạy của nó polling rep thì lên tới 1000 mili giây, đủ cho các bạn có thể chiến game thoải mái. Nhất là các cái tựa game như PUBG hoặc là những game MOBA. Đó, nói chung là khá là ok với tầm giá này. Thì con chuột này chỉ để dành cho những người nào mà các bạn thích vọc vạch cũng như là thích thay đổi thường xuyên thì mình có thể dùng con chuột này. Rồi, và khi mà cắm chuột vào trong máy thì chúng ta sẽ có đèn LED cũng khá là đẹp. Đây, mình cắm cho các bạn cùng coi. Rồi, sau khi cắm vào thì chúng ta có thể thấy hệ thống đèn LED ở đây. Tuy nhiên thì hệ thống LED đây nó không phải là sáng quá nhiều mà nó chỉ sáng ở logo và phía phần trên của con lăng chuột, đồng thời là hai phía bên này nữa thôi. Nó sẽ không sáng quá nhiều tại vì do đèn LED của mình đang chiếu thẳng vào cho nên là nó hơi tối, chứ còn nếu như mà bình thường thì nó cũng đủ sáng để cho các bạn để nhìn thấy. Và khi mình đổi DPI thì cái đèn LED nó cũng sẽ đổi màu theo. Tuy nhiên thì nó không có cố định một màu được nha các bạn, mà nó sẽ tự động đổi màu. Đó. À, và cái nút phía trên này không phải là nút tăng DPI nha các bạn, mà là cái nút double click, tức là nút bấm nhanh. Còn nút phía dưới này là nút để đổi DPI. Thì mình chỉ cần mình dùng nút này thôi thì nó sẽ tự động đổi trong vòng lặp 4 mức DPI cố định sẵn của chuột. Rồi, nếu như mà chúng ta dùng cái cần gạt này thì nó sẽ tắt LED hoàn toàn như thế này. Đó, rất là đơn giản. Rồi, và chúng ta sẽ kết luận về chú chuột này nhé. Thì đây là một chú chuột trong mức giá khá là dễ chịu, dưới 300 ngàn. Và có tính năng khá là hay ho khi mà mình có thể thay đổi được cả cái kích thước của đít chuột cho phù hợp với tay, cũng như là thay đổi được cả trọng lượng của cái con chuột này. Thì nếu như bạn nào thích nặng hay là nhẹ, hay là tay to hay tay nhỏ thì chúng ta đều có thể sử dụng con chuột này được, khá là tốt. Đó. Thì nếu như mà các bạn thích cái kiểu dáng hầm hố hay là cái kiểu cơ động như con chuột này thì các bạn có thể mua và sử dụng thử. Đó. Ok, thì đây chính là bài đánh giá và trên tay nhanh con chuột Fogway C5 này. Các bạn thấy sao về chú chuột này? Hãy để lại comment và bình luận ở phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ like và subscribe ủng hộ mình nhé. Bye bye!